đi về cái huyện Bình Hòa Đông này là một cái chuyến đi rất là ý nghĩa đối với FPT Telecom tỉnh Long An. Thì khi mà về đây rồi thì cảm nhận được những cái hoàn cảnh khó khăn của các em, thì mình cảm thấy là cái chuyến đi này rất là ý nghĩa, tại vì mình đã mang được một cái góc học tập để cho các em, một phần giúp cho các em là học tập tốt hơn cũng như chấp cánh những ước mơ cho tụi em sau này. Mặc dù nó rất là nhỏ bé nhưng mà cảm thấy là nó là một cái món quà rất là to lớn đối với các em. Học Bình Hòa Đông thì cũng còn nhiều khó khăn, và đặc biệt là cái số học sinh nghèo, hộ cận nghèo cũng nhiều. Thì được sự quan tâm của về phía lãnh đạo công ty cũng như là các anh em trong công ty xuống hỗ trợ giúp đỡ địa phương, thì thay mặt địa phương cũng rất là cảm ơn đến quý các anh em trong đơn vị công ty mình rất nhiều. Xin chúc cho các em học sinh sẽ vượt qua cái khó khăn hiện tại và hướng tới những cái tốt đẹp hơn trong tương lai, và sẽ trở thành những cái người tốt cho xã hội.